em đổi lại cái hộp đó cho em nắng hộp, có chịu hộp nhỏ. Mẹ ơi, con bị trượt nã mà con ướt áo rồi. Đâu? Không trượt ở đâu? Đây, ở đây. Nước ở đâu vậy? Vậy mẹ đâu có biết. Thôi có đi coi mặt trăng với mẹ không? Đi ra coi mặt trăng đi. Đi. Ướt áo. Ướt trăng chùa. Không đâu, ướt áo mà đi coi mặt trăng được, khỏi áo đây. Rồi, chị mới mở cửa đấy ra. Đâu, có ướt quá. Mình phải đi ra ngồi chỗ tối tối chứ kia mình mới nhìn thấy được. Đây không? Em nắng đi nè. Có ai? Để em nắng uống sữa xong rồi đi hả? Trăng kia. Ờ, trăng kia. Trăng hả? Rồi, anh tí mặc áo cho đi rồi mình đi coi trăng. Nhanh nhanh mẹ bế đi. Em nắng không hết sữa chưa? Ờ, cái gì tối tối. Mình ra ngồi đây mình coi luôn đi. Wow, trăng đẹp quá. Chơi chi chi chằn chằn, chi chi chằn chằn. Cái đăng thọi lửa, con ngựa chết đương. Ba hương ngủ để bác về đi tìm. Ồ a ồ a. U à u ập là con nữa chứ. U à rút nhanh không bà bà ngoại. Bao tiếng sầm ba là bơm tiếng xà. Yeah, thắng rồi. Chưa học đây đây cũng chưa. Lại nè, mẹ đọc nè. Bao tiếng sầm ba là bơm tiếng xà. Anh Son thắng, rồi anh Son ra. Rồi giờ tiếp bà ngoại. Chưa mà mình tiếp tục. Bao tiếng sầm ta là bơm tiếng xà. Rồi quờ. Rồi lại tiếp một lần nữa nha. Xì giá cành dây giá cành này. Ai thua? Ai thua? Bao ngoại. Mày Mày ra cái bao. Mày ra cái bao. Ai thua là bị. Ai thua là bị kích mũi nha. Quăng sâu xì giá cành dây giá cành này. Rồi xong mày bị kích mũi. Búng tay, búng tay. Búng tay này, chỗ này búng tay này. Búng một hai cái búng tay rồi. Búng sâu. Giờ cái này. Bao cái bao bao. Trời ơi. Trời. Sao chị May này giờ chưa thua miết vậy? Em thắng rồi. Cây búa đấy rồi chị giá cây kéo. Cây mày nói vậy rồi. Ông chú mà mày nói vậy cái anh ra sao lên mày nói cái mày ra cái khác cái tao đó anh thua luôn mà. Anh bị trúng bẫy rồi. Anh bị trúng bẫy đó anh nhắc cho tí. Sắp sửa bị trúng bẫy á. May tí chưa bị trúng bẫy mày. Rồng răng lên mày có cây cây nước lắm khách thang rồng răng lên mày có cây cây xúc sắc có ông chủ ở nhà không không có ông chủ ở nhà đóng cửa mình đi vô mình ngủ luôn. Kết thúc một buổi đi coi trăng.